nếu như hoàng hậu sinh ra đích tử em luôn cứ nghĩ là em đỉnh và thì chúng ta coi như vô vọng. Chủ tử phải tìm cách có thể được em feel che ở bên em quên âu lo và quên sầu. Bước vào trong bao không cần mân mì đại gia lo mà thích mặt sexy rồi ra selfie.